Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty thiết bị Văn Kiên. Nên em xin phép được hướng dẫn sử dụng cho các bạn trên cái giao thức màn hình của máy quang phổ Labomet model là UV2510TS. Thì quy trình chạy máy như sau. Thứ nhất là các bạn bật công tắc nguồn phía sau này. Để mình ra phía sau cho các bạn xem. Đây. Đây các bạn, chúng ta sẽ bật công tắc nguồn ở đây. Đó, cắm nguồn, kết nối nguồn điện 220V. Bật công tắc nguồn phía sau thì máy nó sẽ tự động check cho chúng ta. Nó sẽ tự động check hết các cái xí thầm thì nó báo ok thì nó sẽ vô một cái màn hình ở chế độ tự kiểm tra thiết bị. Rồi khi load xong cái đó thì nó sẽ vô cái màn hình giao diện chính ở đây. Thì sau khi kiểm tra xong thì nó không có báo lỗi thì máy nó chuyển vào danh sách các ứng dụng đo như Phetometry này, Sectum này, Quality này, Canis, Mulling này, Antic, Multi, xí thầm. Thì chế độ Phetometry là chế độ đầu tiên này. Photometry là màn hình hiển thị như bên dưới thì các bạn có thể thấy đây, nó có bước sóng chúng ta có thể cài đặt này, chức năng đo là truyền suốt hoặc là ABS này. Rồi thì ở đây để thay đổi cái bước sóng thì chúng ta chỉ cần chạm tay vào khung wireland đó thì chúng ta có thể nhập giá trị, ví dụ như bước sóng 250 hay bao nhiêu đó, chúng ta bấm enter ở đây 250 enter thì nó sẽ tự động nó thay đổi cái bước sóng cho chúng ta, nó quét tần số. Rồi nhập bước sóng thì chúng ta chạm enter hoặc là nhấn CE thì nó sẽ xóa bỏ, hoặc là cancel thì nó sẽ trở về màn hình trước. Kế tiếp là chúng ta sẽ chọn vô ô data này, ô data thì chúng ta có thể chọn được các cái chế độ như T là truyền quang này, T là truyền quang hay ABS là độ hấp thu, AS độ hấp thu, hoặc là chúng ta nhấn zero trước khi đo. Đây chúng ta chọn cái giá trị nào thì chúng ta sẽ kích hoạt cái giá trị đó. Thì ở cái chế độ Spectrum tức là scan bước sóng, chúng ta chạm tay vào chế độ Spectrum thì cái màn hình hiển thị đấy, rồi lô xong mình chuyển qua chế độ Spectrum cho các bạn nè. Đó, đây là máy quang phổ đấy, chuyển suốt thì nó sẽ calibrate cho chúng ta, nó sẽ relo, auto relo để chúng ta đo nó được chính xác hơn. Rồi ở chế độ Spectrum này, đây Spectrum là scan bước sóng thì chúng ta chạm tay vào chế độ Spectrum, nó hiển thị trên cái màn hình scan bước sóng ở đây. Bước sóng ra chọn đang cài vào đấy là 250 đến 1000. Data của nó là cái giá trị đó, chúng ta chọn giá trị nào thì chúng ta chọn cái giá trị đó. Rất là dễ ha, nó hiển thị trên đây. Thì thông thường này dùng đến cái đời máy này họ sẽ kết nối phần mềm. Đây, phần mềm có đi kèm. Thì các bạn mua tại Khang Kiên. Mềm nó mép vào một cái key ha. Cái dòng này là phải có cái key để chúng ta sử dụng cái phần mềm UV. Nếu không có key thì chúng ta không sử dụng được. Hay làm mất cũng vậy, chúng ta phải mua lại cái key. Thì ở trong cái chế độ Spectrum thì nó sẽ bao gồm cho chúng ta các cái bảng như là parameter setting hoặc là cover setting, đây cover display, hoặc là các cái chế độ đo nó sẽ nằm đây, nó có bốn cái giao thức để chúng ta có thể sử dụng. Parameter là khu vực đầu tiên này. Parameter này thì nó có các cái thông số sau như là mode. Đó, mode này thì chúng ta có thể chọn được các cái chế độ T hoặc ABS hoặc là E đó, thì chúng ta có thể chọn vào đây, chạm tay vào chúng ta chọn scan brand này cũng vậy, thì chúng ta chọn cái nhập cái vùng bước sóng chúng ta cần scan, và scan bit như là tốc độ, fast là nhanh, medium là trung bình, slow là chậm các bạn, spam link inverter thời gian, đây link inverter là thời gian, thì cái thời gian lấy kết quả chúng ta có thể chọn là 0.1, 0.5 hoặc là 1 hoặc là 2 cũng như có thể là 5 đó. Scanning time là số lần scan, đây số lần scan chúng ta sẽ chọn ở đây. Còn cái blind calibration thì chúng ta tìm lại cái đường nền góc cho máy ở khoảng bước sóng đã chọn, auto relo trước khi chúng ta quét, hoặc là test là bắt đầu quét, auto relo test bắt đầu test, hoặc là loát lại các cái giá trị. Còn đơn giản là thôi, thì chúng ta cài thiết lập đường cong chuẩn này chúng ta đã biết rồi. Ta sẽ cài cái đó. Cái chế độ quality này là lập đường chuẩn. Ở trong cái chế độ này thì gồm các cái bảng như là parameter setting hoặc là calculation single bond. Đây, là single bond, file lead. Cảm ứng nó nhạy lắm các bạn. Chạm rồi chúng ta nhạy rồi. Chọn rất là nhanh. Thì ở đây nó có mid wireland này. Thì chúng ta sẽ nhập cái bước sóng cần đo. Đây, chúng ta sẽ nhập ở đây. Đó, nhập y chang như vậy. Nhập bước sóng cần đo hoặc là mid unit thì chúng ta chọn đơn vị đo. Đây,
nó có nhiều đơn vị, 5% BBB hoặc MOL hoặc gam trên lít thì chúng ta chọn ha. Còn sau khi chọn xong các số cần thiết, chúng ta chạm tay vào xem. Đây, nó có phần xem đó, thì chúng ta sẽ chuyển những cái màn hình file lít, nó chuyển qua file lít ở đây. Chúng ta xem xong nó sẽ chuyển qua file lít, chúng ta xem sẽ qua file lít cho các bạn đó. Thì chúng ta sẽ chạm tay vào cái vị trí lưu lượng pháp từ 0 đến 09. Đấy, 009 lưu lượng thì đây chúng ta biết rồi, nhưng hóa chất chúng ta cái muốn pha chế chúng ta biết rồi, ta sẽ nhập cái giá trị đấy rồi. Không không phải, chúng ta nhấn phím xem này, có phím xem và chúng ta sẽ lưu lại đó. Rồi thì lập được cam chuẩn bằng multibol, nó có multibol các bạn. Đây, lập đường cong chuẩn multibol, back đi. Bắt ta xèo trước. Rồi, ví dụ multibol. Lập đường cong chuẩn multibol calip thì chế độ này thường lập đường cong chuẩn thông thường nhất sau khi chúng ta đã thiết lập các cái thông số đo trên và chế độ đo đường chuẩn bằng multibol. Chúng ta nhấn chọn cái số lần đường chuẩn calip number, chúng ta sẽ chọn cái số lượng đường chuẩn calip number các bạn. Và xin lỗi, quay lại giao diện thì tiếp tục cái này thì chúng ta sẽ nhấn nút second. Đây, chúng ta sẽ nhập các cái giá trị vô đây. Chúng ta sẽ nhấn nút set con. Ở cái này thì chúng ta sẽ nhấn nút set con để nhập cái nồng độ chuẩn, và nhấn enter để nhấn test để chúng ta hấp thụ các cái mẫu chuẩn. Sau khi đo hết các cái điểm đo chuẩn đã lập thì chúng ta sẽ nhấn nút next bond. Sau đó chúng ta nhấn nút display. Cover màn hình sẽ hiển thị các cái đường chuẩn dạng biểu đồ trên màn hình. Ta nhấn test và chuyển sang cái chế độ đo mẫu. Chúng ta đặt buồng đo mẫu rồi thì cuvette có cung cấp theo máy đây. Đó, có hai hộp cuvette và 4 loại là 2. Đó, ta sẽ đưa cuvette và ta nhấn test để chuyển sang chế độ đo mẫu và chúng ta sẽ nhấn start. Đó, nhấn start để ta có thể đo cái mẫu. Ở cái chế độ kinetic analysis này là chế độ đo động và tìm nồng độ thay đổi theo cái thời gian. Là đây, chúng ta cũng cài bước sóng các thứ y chang vậy. Hoặc là chế độ multi. Multi là chế độ đo mẫu, đo một mẫu trên nhiều bước sóng khác nhau. Đó. Ta có thể lập nhiều bước sóng đây. Nhiều mẫu. Trên nhiều bước sóng khác nhau. Test cùng lúc. Còn cái phần system setting là tắt mở đèn tung sen và đèn UV. Nếu chỉ sử dụng cái bước sóng từ 340 trở lên thì ta nhấn test UV. Khi máy khởi động xong thì chế độ đèn data room sẽ hoạt động. Đó. Rồi, sẽ có một cái video hướng dẫn về quy trình sử dụng máy trên phần mềm. Các bạn đón xem cái video luôn của Khang Kiên. Đó là video chúng ta sử dụng trực tiếp trên máy Urivit của chúng ta. Đó. Các bạn có thắc mắc thì vui lòng truy cập website khangkien.com.vn. Đây là hướng dẫn trên máy 2510TS của hãng Labomet. Rồi, cảm ơn các bạn.